cho ai. Gió mùa xuân êm đưa xuân hàng cau lứa thưa, anh cùng tôi bước nhỏ áo quần ngăn giấc ngủ đi tìm chiều sao ngờ ôi bây giờ anh còn nhớ những ngày xưa thân ai anh giữ lại cho ai. Trăng mùa thu lên bên đồi hoa trắng nở, cuộc đời anh có vui. Thời gian qua mau tìm anh nơi đâu, tôi về qua xóm nhỏ con đò anh đã già. Nghe tin anh gục ngã dừng chân quán năm xưa, các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị và các bạn đang đến với kênh Tết âm thanh của cửa hàng Audio Bãi An Giang. Quý vị hãy nhớ đăng ký kênh. Ngay phía dưới màn hình quý vị có một nút đăng ký, quý vị hãy nhấn vào đó. Và có một hình cái chuông, quý vị nhấn vào đó để nhận được những cái thông báo mới nhất về cửa hàng. Loa bút xeo của Anh Quốc mang tên là Wafidan xeo tông SP2. Đối với những dòng Wafidan thì nó rất nổi tiếng trên thế giới nha quý vị, về chất âm, về cái thương hiệu như nó là rất là đỉnh nha. Có thể nói nó là một trong những cái hãng loa hàng đầu của Anh Quốc và ngay cả trên thế giới luôn. Loa bút xeo này thì nói chung thuộc dạng nhỏ mà có vỏ nha quý vị. Bass nó đánh rất là hay, sở hữu một bass 20cm, màng giấy gân cao su và một chép tôm. Thì cái dòng SP2 này nó có rất nhiều dòng quý vị. Thì đây dòng này là xeo tông nha, lát xíu nữa em sẽ quay phía sau cho quý vị xem. Bass đánh rất là lực nha. Gân cao su như vậy. Thì loa sở hữu cùng được thiết kế là thùng gỗ lạng, thùng gỗ lạng cực kỳ đẹp luôn nha quý vị. Đây nha, mũi vải, màng giấy và gân cao su. Bass 20cm nha quý vị. Và kích thước của em nó là chiều ngang 24,5, chiều cao là 41 và chiều sâu là 24 nha quý vị. Thì cái lưới của nó rất đẹp nha quý vị. À, có logo Wafidan nha, SP2. Thì đôi loa này trong tình trạng đẹp xuất sắc nha quý vị, hình quất góc cạnh
treo bản lề trên tường này mấy vị. Nó có cái này bắt bản lề, chỗ này có cái lỗ này ha. Dưới đây cũng có treo lên tường rồi xây qua xây lại được luôn nha. Đây là dòng xeo tông nha mấy vị, xeo tông ha. XP2 nó có rất nhiều dòng. Đây là dòng xeo tông ha. Made in England nha mấy vị. Made in England nha. Anh Quốc nồi nha. Ha, thùng gỗ lại cực kỳ đẹp. Thùng gỗ lại cực kỳ đẹp. À, bên đây nó cũng có hai cái bát treo ha. Hai cái bản lề để treo lên tường ha. Sơn tông cực kỳ đẹp. Đấy, vừa tăng bát lên tí. Thì một đô la.